thì gắn gà bổ dịch vô các bạn. Anh đang bỏ lên những cái gốc cây cây trái, gì cây trái bạn, thẳng nạo vét cái dòng sông này luôn. Rồi anh nghĩ anh bơm nước chút bạn, quá trời cái phà nước à. Ngập cái phà hết trơn. Thiếu tải. Tát gì mau hơn cái bơm à. Tài xế xuống ra tát luôn mà. Có cái bơm mà không có bơm các bạn tát gì cho mau luôn. Bơm lâu. Giờ anh bơm nước khô rồi. Khô cái xà lan hết rồi. Nó cứng dữ lắm bạn, trong này nó cứng nước sét nên múc nó khó lắm rồi. Dính nè, xét không à. Sắn không mà tại múc đất lên vuông tới đất sét dưới. Bỏ xe tới anh Dương ơi. Bỏ xe tới. Này múc mấy chỗ sâu để vô nước. Chứ phà hơi thiếu tải các bạn, tại vì dính quá dính.
lắc mềm thì bỏ cái một gác lim luôn các bạn. Rồi nhóm cái rồi vô nước sau kìa. Quá trời quá quá ôi chim quá trời vô luôn rồi. Quá tai rồi chim luôn. Anh bừng tới là nó ra nước à. Giờ khói trắng đó, men lên lại ra nước à. Để anh làm cho ra nước các bạn. Đẩy lên trên đó cạn đó, cạn là nó hết đấy, nó nước vô rồi, đẩy nó cạn rồi.